thôi được rồi. Nếu như đối phương muốn hại chúng ta, chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ mình cậu, mà cả đội ngũ của cậu cũng đang bị điều tra. Tức giận không giải quyết được vấn đề. Thì sao? Vì vậy tôi nên nhận lỗi hay sao chứ? Phong Đằng, tôi nói cho cậu biết, tôi không hề đồng ý chuyện chúng ta cứ mơ hồ để ngồi bàn đàm phán đâu. Sẽ không bao giờ. Đi thôi. Không có hứng thú. Nói đi, cậu đến rủ tôi đi chơi bóng hả? Cậu phải chuẩn bị tâm lý trước. Nếu như không đưa ra được bằng chứng, có thể chúng ta phải tiến hành hòa giải. Đã nói không phải là tôi ăn cắp, hòa giải kiểu gì chứ? Tất nhiên là tôi biết, nhưng một mình tôi biết thì cũng vô ích. Vì vậy hôm nay cậu đến tìm tôi là để thuyết phục tôi hòa giải với bọn họ chứ Trình gì? Kỳ, lần này ý đồ lừa gạt của Bina rất rõ ràng, người trong giới đều biết rất rõ. Tôi thấy hòa giải không có hại gì cho cậu. Phong Đăng à, ngoài việc là một giám đốc nghiên cứu, tôi còn là một con người nữa đó. Tôi cũng có nhân cách, cậu làm như vậy là đáng nghi ngờ tôi. VET chuẩn bị ra mắt mẫu di động mới, các cổ đông hy vọng có thể dàn xếp êm đẹp. Tôi hiểu, doanh thu mấy chục triệu của mẫu di động mới so với nhân cách của tôi đâu đáng kể gì. Cậu biết tôi không nghĩ như vậy mà. Nhưng cậu lại bắt buộc phải làm như vậy. Được rồi, tôi hiểu ý của cậu, cậu đi đi. Tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ thông suốt. Alo. Sam Sam, tối nay chúng ta ăn cơm nha. Hả? Em đã nói với anh rồi mà, hôm nay lớp ung thư CPA bắt đầu học rồi. Có nghĩa là không thể ăn cơm chung sao? Dạ. Chết rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, em bị trễ học rồi, tạm biệt anh. Khoan đã. Sao vậy? Em chờ anh. Hãy để anh đưa em đi học. Ồ, anh ạ. À, tới rồi. Hả? Sao tới nhanh vậy? Em chăm chỉ thiệt đó. Cảm ơn anh đã đưa em đi. À, đúng rồi. À, lịch học ung thư CPA đây nè anh. Em đã ghi hết thời gian học trên này rồi. Như vậy sẽ không quên nữa. Nhiều vậy sao? Bình thường em phải đi làm, hết giờ lại đến lớp học thêm. Cuối tuần cũng không được nghỉ. Khi nào mình mới ăn cơm chung được? Ờ, vốn dĩ em không thông minh cho lắm nên phải đi học thêm nhiều để nâng cao trình độ và chuyên môn. Với lại bình thường chúng ta vẫn cùng nhau ăn cơm trưa rồi còn gì nữa. Được rồi, ăn cơm lúc khác cũng được mà anh. Chờ em thi xong CPA, lúc đó mình cùng ăn mừng luôn, có được không? Hả? Không nói ra nữa, em trễ học rồi. Phong Đằng à, mày đã tự lấy đá đập vào chân mày rồi đó, biết chưa? Tạm biệt anh.
sau này anh sẽ để cho em nuôi. Anh yên tâm đi. Bina hiện giờ vẫn không biểu hiện gì về ngày muốn khởi tố, nhưng mà đã đưa ra số tiền hòa giải rồi, 3 triệu đô la. Mặc dù điều này chứng tỏ bọn họ rõ ràng là muốn tiền, nhưng nếu chúng ta không muốn đàm phán với họ thì họ sẽ khởi tố lên tòa án liên bang. Trước 2 tuần chúng ta bán sản phẩm, sau đó chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Ngôn Thanh, 3 triệu đô la có hợp lý không? Tụi em đã kiểm tra rồi, năm 91 bọn họ yêu cầu công ty kỹ thuật Nguyên Hưng bồi thường 3 triệu đô và hòa giải. Nhưng vào năm ngoái bọn họ lại hét giá với phần mềm August Time là 7 triệu đô. Chúng ta hạ giá một chút, giá cuối cùng là 5 triệu. Vậy anh nghĩ có thể bán tôi vì 5 triệu hả? Ý của tôi không phải là như vậy mà. Ngôn Thanh, chiều nay hẹn người bên Bina giúp tôi. Luật sư Lý, phiền ông phối hợp toàn diện với bên Karen giúp tôi giải quyết vấn đề này. Được. Coi như tôi đã hiểu tình hình hôm nay. Nhưng Phong Đăng, tôi nói cho cậu biết, cậu không thể vừa muốn thắng vừa muốn hy sinh tôi. Nếu muốn giữ lại bản kế hoạch của tôi thì... Trinh Kỳ, cậu đừng nói nữa. Tôi có thể hiểu được tất cả quyết định của cậu, và tôi nghĩ là mình không cần ở lại làm gì nữa. Bây giờ tôi chính thức từ chức. Trinh Kỳ, chẳng lẽ tôi không có quyền gì để từ chức sao? Chào A Mỹ, Linda. Trinh Kỳ, anh ấy sao vậy? Phong Đăng à, anh cãi nhau với Trịnh Kỳ hả? Công ty muốn hòa giải. Vậy tại sao anh ấy lại muốn từ chức? Anh sẽ không đồng ý chứ? Anh ấy là giám đốc bộ phận nghiên cứu, rất nhiều phần mềm do anh ấy. Sam, anh sẽ không bàn chuyện công việc với em. Em xin lỗi. Anh làm việc tiếp đi. Kỳ soái, anh không sao chứ? Không sao. Tay của anh... Để em dán cho. Cảm ơn em. Mọi người đều nói anh với Phong Đăng là anh em tốt, là đối tác cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Mặc dù Phong Đăng không nói, nhưng em tin rằng anh ấy nhất định không muốn anh đi. Nếu cậu ta thật sự không muốn anh đi thì cậu ta sẽ không ra quyết định đó ép anh như vậy. Cậu ta đồng ý hòa giải rồi, chẳng lẽ còn phải tuyên bố với thiên hạ Trịnh Kỳ anh ăn cắp bản quyền hay sao? Năng lượng sống không phải là do anh ấy tạo ra. Ba em thường nói với em là ở lâu mới biết lòng người. Chỉ cần anh không làm điều gì sai trái thì không cần để ý đến người khác nói gì. Nếu không, anh sẽ biến thành một cái quần đó. Thành cái quần là sao? Chính là khi người khác xì hơi thì anh sẽ là người hứng chịu hết. Và em cũng đang học cách làm sao để không trở thành một cái quần. Làm sao có thể không để tâm người khác nói gì về em. Em mặc kệ hết, miễn sao tình cảm với em và Phong Đăng thật tốt. Sam Sam à, em cũng chịu nhiều ấm ức rồi. Nhưng lần này anh thật sự quyết định ra đi. Thật ra cái ngày mà anh đồng ý cùng Phong Đăng về nước và cùng nhau chung tay quản lý tập đoàn Phong Đăng, anh đã biết nhất định sẽ có ngày này.
Có lẽ lợi ích thương mại và tình bạn thật sự không thể có được cả hai. Tụi anh cùng ở bên cạnh nhau, trải qua cuộc sống đại học trong sáng. Sau đó anh cùng Phong Đăng về nước, cùng cậu ấy trải qua tất cả những sóng gió. Bây giờ cậu ấy có thể một tay che trời, anh cũng yên tâm hơn. Xảy ra chuyện như vậy thật sự cũng không ai muốn. Và việc hợp tác của bọn anh chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Thiệt là không hiểu nổi, hai anh là anh em tốt, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tại sao lại không thể tiếp tục được chứ? Chỉ cần lùi một bước thôi thì mọi việc sẽ qua thôi mà. Anh nói em nghe, em không ở vị trí của anh em không thể hiểu được đâu. Cũng trách bản thân mình, tính cách quá mạnh mẽ, không chịu được cảm giác bị du quan. Dù sao cũng cảm ơn em Sam Sam. Nè, anh thực sự muốn đi hả? Đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Quay về Mỹ thôi. Về Mỹ sao? Trịnh Kỳ thực sự nói vậy hả? Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tức giận như vậy của Trịnh Kỳ hết. Tôi thấy lần này anh ấy có lẽ kiên quyết muốn từ chối rồi. Lệ Trữ hả? Bây giờ phải làm sao đây? Thực ra chúng ta cũng không có lý do gì ép Trịnh Kỳ ở lại. Cũng không phải là anh ấy làm việc ở Phong Đằng thì mới là bạn của chúng ta. Anh ấy có cách nghĩ của riêng mình. Lệ Trữ à, sao cô có thể nói như vậy chứ? Vậy nếu như Trịnh Kỳ đi thật thì Phong Đằng phải làm sao đây? Tôi thật sự không dám tưởng tượng việc Trịnh Kỳ sẽ quay về Mỹ để lại mình Phong Đằng. Quay về Mỹ? Trịnh Kỳ nói như vậy thật hả? Đúng vậy, ba mẹ anh ấy đều ở Mỹ, anh ấy về đây là vì Phong Đằng. Nếu như rời tập đoàn thì nhất định anh ấy sẽ quay về Mỹ. Anh biết rồi, nhưng mà anh có thể đợi em, nhưng nói cho em biết anh sẽ không đợi quá lâu đâu. Suy nghĩ thật thông suốt. Lợi Trữ à, cô với Phong Đằng và Trịnh Kỳ nữa, ba người là bạn bè quen biết nhau lâu như vậy. Ngoài Phong Đằng ra cô mới giúp được anh ấy thôi. Lẽ nào cô lại thực sự dửng dưng nhìn Kỳ soái ra đi không quay lại nữa sao? Nếu mà cô không giúp, tôi thật sự không biết tìm ai để mà giữ Trịnh Kỳ ở lại nữa. Cô đợi một chút. Tôi thấy hay là về đi. Trời ơi, cô quay lại đi mà. Cô nói xem, tôi vừa chia tay với anh ấy, với lại tôi nó có tác dụng không? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Cô là người Trịnh Kỳ quan tâm nhất. Bây giờ tâm trạng của anh ấy rất suy sụp, cô hãy lên nói chuyện và khuyên anh ấy đi. Không lẽ thật sự cô muốn anh ấy đi Mỹ sao? Lệ Trữ, cô coi như đang cho mình một cơ hội, cũng là cho anh ấy cơ hội đi. Tôi sẽ cố hết sức mình, nhưng cô cũng đừng hy vọng quá đó. Tôi cứ hy vọng đó. Cô lên đi. Hehehe